VFF ấn định chính xác ngày đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Nối gót Việt Nam, tuyển Trung Quốc khoe tân huấn luyện viên. Trong danh sách U20 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn phải loại 7 cầu thủ. VFF ấn định chính xác ngày đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Thời điểm ra mắt huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã chính thức được VFF ấn định và sau khi kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ráo riết tìm kiếm tân thuyền trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam. Hồi giữa tháng 2, VFF đã chính thức thông báo về việc đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến công việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia cũng như là đối với các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới với huấn luyện viên Chelsea. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đưa ra thông báo chính thức về thời gian ra mắt của huấn luyện viên người Pháp trên cương vị huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 2 tới đây, lễ ký kết và công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ được diễn ra tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chelsea không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đó, ông từng có thời gian làm việc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và đảm nhiệm vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Sau khi đảm nhận vai trò mới, ông Chelsea sẽ có nhiệm vụ xây dựng lực lượng và kế hoạch hoạt động của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngay trong tháng 3, thuyền trưởng người Pháp sẽ có đợt tập trung cùng với U23 Việt Nam để có thể tham dự giải giao hữu U23 Dubai Cup 2023 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5. Khó khăn lớn nhất đối với huấn luyện viên Chelsea là ông không có nhiều thời gian sau khi đảm nhiệm vị trí công việc mới. Dẫu vậy, những hiểu biết của ông về bóng đá Việt Nam sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Dưới thời ông Park, U23 đã có hai lần liên tiếp giành huy chương vàng ở bộ môn bóng đá nam SEA Games 30 và SEA Games 31. Chính vì thế mà người hâm mộ kỳ vọng phù thủy trắng sẽ tiếp tục giúp cho U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ở đại hội thể thao sắp tới. Nối gót Việt Nam, tuyển Trung Quốc khoe tân huấn luyện viên. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc mới đây đã công bố huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc tranh tài ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Theo Hiệp hội bóng đá Trung Quốc CFA, sau khi xem xét và đánh giá nhóm chuyên gia tiềm năng, tổ chức này đã đưa ra quyết định chọn ông Alexander Zankovic nắm chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia bóng đá nam Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho các giải đấu cấp độ châu lục sắp tới. Được biết, vị chuyên gia sinh năm 1972 thời còn thi đấu chuyên nghiệp từng khoác áo các câu lạc bộ Bengal Red Star, AFC Sydney và Auxerre của Pháp. Ông khởi đầu sự nghiệp huấn luyện viên bằng việc dẫn dắt đội tuyển U21 Serbia, tiếp đến là các đội bóng Belgrade và Standard Liège của Bỉ. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm dẫn dắt một số đội bóng khác thời gian đó. Tiết lộ về thành tựu đáng chú ý của tân huấn luyện viên người Serbia ở quê hương, CFA viết: huấn luyện viên Alexander Zankovic từng giành được giải thưởng huấn luyện viên có tầm nhìn xa nhất Serbia năm 2011 do Hiệp hội bóng đá Serbia trao tặng. Tổ chức này cũng thông tin thêm, chuyên gia người Serbia vốn là gương mặt quen thuộc với bóng đá Trung Quốc. Huấn luyện viên trưởng Zankovic từng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội U19 Trung Quốc vào năm 2018. Sau đó, ông tiếp tục gia hạn hợp đồng dẫn dắt các đội trẻ như U21 và U23. Trước đó, Trung Quốc được xác định là quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 từ ngày 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2023. FIFA lựa chọn khoảng thời gian này là lịch FIFA Day nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển thuận lợi tập hợp lực lượng thi đấu mạnh nhất. Sau khi tuyển Việt Nam công bố chiêu mộ thành công tân huấn luyện viên Ông Chelsea, tờ 163.com của Trung Quốc bày tỏ sự ghen tị. VFF không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm huấn luyện viên mới thay thế ông Park Hang-seo, thậm chí họ còn bổ nhiệm được huấn luyện viên xịn. Chúng ta cũng thay đổi huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên hiệu quả công việc của VFF là hơn hẳn so với CFA. Được biết, vòng chung kết Asian Cup 2023 gồm 24 đội tuyển tham dự. Đội tuyển Việt Nam giành vé sớm nhờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Các đội còn lại gồm Qatar, Iran, Iraq, Syria, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Chốt danh sách U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải loại 7 cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết là 30 cầu thủ đang tập huấn tại Tây Á đều xứng đáng được chọn nhưng danh sách chính thức chỉ được 23 người. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 24 tháng 2, chia sẻ sau trận đấu giao hữu cuối cùng trong đợt tập huấn tại Tây Á, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết là U20 Việt Nam đã có những trận đấu quốc tế rất bổ ích và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Theo huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn thì 30 cầu thủ đang tập huấn tại Tây Á đều xứng đáng được góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thế nhưng ban huấn luyện sẽ phải đưa ra quyết định hợp lý nhất về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ như quy định của điều lệ. Ở trận đấu cuối cùng vào chiều tối ngày 23 tháng 2, U20 Việt Nam đã thất bại 0-1 trước Dubai City FC. Dù thua nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Chúng ta áp đặt trận đấu lên phần sân đối phương, tất nhiên mỗi trận đấu là một đối tượng khác nhau. Dubai City FC là đội bóng có nhiều cầu thủ hơn tuổi và hơn kinh nghiệm. Chúng ta vẫn tiếp tục đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình sau khi vừa bổ nhiệm thêm một số nhân tố mới. Kết quả trận đấu không phản ánh đúng thực chất diễn tiến trên sân, nhưng tôi hài lòng khi các cầu thủ đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Với các vị trí thử nghiệm, các em đều chơi tốt, ông Tuấn nói.
Đánh giá tổng quan về hai trận đấu giao hữu tại Tây Á, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm này các em vào được sân thi đấu hai trận rất quý giá. Đội bạn về cuối có vẻ yếu nhưng họ chơi rất quyết liệt, tinh thần rất tốt, thậm chí là phạm lỗi. Chúng ta có thể thấy đội bạn bị thẻ đỏ và rất nhiều thẻ vàng. Đó là những bài học khi bước vào những trận đấu chính thức và giải sẽ quyết liệt như thế này. Thông qua hai trận đấu giao hữu này, U20 Việt Nam sẽ có những bài học về chất lượng thi đấu, thái độ thi đấu. Tôi cho rằng các em có rất nhiều kinh nghiệm từ những trận giao hữu như thế này. Theo điều lệ, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, vì vậy mà 7 cầu thủ của U20 Việt Nam sẽ chia tay đội. Nói về quyết định loại 7 cầu thủ này, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng đã thảo luận với ban huấn luyện trong những ngày qua. Thật ra 30 cầu thủ qua đây đều xứng đáng, không phải bây giờ mà nhiều ngày trước ban huấn luyện đã ngồi họp và bàn bạc với nhau xem thử ai là những người được đăng ký vào danh sách 23 người. Khi 23 cầu thủ được đăng ký chỉ có 7 người về nhà. Điều tôi muốn nói với các em là tương lai các em còn dài. Ban huấn luyện chọn cầu thủ phong độ tốt nhất, làm sao để đóng góp cho đội bóng tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Nối gót Việt Nam, tuyển Trung Quốc khoe tân huấn luyện viên. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc mới đây đã công bố huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc tranh tài ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Theo Hiệp hội bóng đá Trung Quốc CFA, sau khi xem xét và đánh giá nhóm chuyên gia tiềm năng, tổ chức này đã đưa ra quyết định chọn ông Alexander Zankovic nắm chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia bóng đá Nam Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho các giải đấu cấp độ châu lục sắp tới. Được biết, vị chuyên gia sinh năm 1972 thời còn thi đấu chuyên nghiệp từng khoác áo các câu lạc bộ Bengal Red Star, ASC Sydney và Auchanberg của Pháp. Ông khởi đầu sự nghiệp huấn luyện viên bằng việc dẫn dắt đội tuyển U21 Serbia, tiếp đến là các đội bóng Belgrade và Standard Liège của Bỉ. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm dẫn dắt một số đội bóng khác thời gian đó. Tiết lộ về thành tựu đáng chú ý của tân huấn luyện viên người Serbia ở quê hương, CFA viết: huấn luyện viên Alexander Zankovic từng giành được giải thưởng huấn luyện viên có tầm nhìn xa nhất Serbia năm 2011 do Hiệp hội bóng đá Serbia trao tặng. Tổ chức này cũng thông tin thêm, chuyên gia người Serbia vốn là gương mặt quen thuộc với bóng đá Trung Quốc. Huấn luyện viên trưởng Zankovic từng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội U19 Trung Quốc vào năm 2018. Sau đó, ông tiếp tục gia hạn hợp đồng dẫn dắt các đội trẻ như U21 và U23. Trước đó, Trung Quốc được xác định là quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 từ ngày 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2023. FIFA lựa chọn khoảng thời gian này là lịch FIFA Day nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển thuận lợi tập hợp lực lượng thi đấu mạnh nhất. Sau khi tuyển Việt Nam công bố chiêu mộ thành công tân huấn luyện viên Âu Châu Siêu, tờ 163.com của Trung Quốc bày tỏ sự ghen tị. VFF không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm huấn luyện viên mới thay thế ông Park Hang-seo. Thậm chí họ còn bổ nhiệm được huấn luyện viên xịn. Chúng ta cũng thay đổi huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên hiệu quả công việc của VFF là hơn hẳn so với CFA. Được biết, vòng chung kết Asian Cup 2023 gồm 24 đội tuyển tham dự. Đội tuyển Việt Nam giành vé sớm nhờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Các đội còn lại gồm Qatar, Iran, Iraq, Syria, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Zainistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.